Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của khán giả quan tâm về những quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu những quy định của pháp luật hiện hành về hạn mức đất được nhà nước công nhận là đất ở trên diện tích đất mà hộ gia đình cá nhân đang sử dụng có mục đích là đất ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Những căn cứ pháp lý áp dụng bao gồm Luật Đất đai 2013 Nghị định số 43-2014 NDCP, Quyết định số 12-2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 5 tháng 7 năm 2023 có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 7 năm 2023. Theo đó, hạn mức công nhận đất ở được áp dụng như sau. Hạn mức đất giao làm nhà ở. 1. Hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn thuộc các xã theo quy định tại khoản 2, điều 143 luật đất đai Đối với các vị trí ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, mặt đường phố, mặt phố, ven chợ là 120 m2. Các vị trí còn lại là 200 m2. 2. Hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại các phường, thị trấn theo quy định tại khoản 4, điều 144 Luật Đất đai. Đối với các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, mặt đường phố, mặt phố, ven chợ là 100 m2. Các vị trí còn lại là 200 m2. Hạn mức giao đất để làm nhà ở quy định tại khoản 1 khoản 2, điều này không áp dụng trong các trường hợp: giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch chia lô hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở, các dự án tái định cư có quy hoạch chi tiết hoặc mặt bằng quy hoạch tổng thể đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 4. Hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân khi đấu giá quyền sử dụng đất là toàn bộ diện tích đất ở chúng đấu giá quyền sử dụng đất Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chi tiết mặt bằng quy hoạch tổng thể khu đấu giá quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở giao cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở được thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chi tiết mặt bằng quy hoạch tổng thể khu đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận. Hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 3, điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, điều 18 Nghị định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và khoản 16, điều 2 Nghị định số 1 năm 2017 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất đai mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở. 1. Thửa đất ở thuộc các xã tại các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, mặt đường phố, mặt phố, ven chợ, hộ gia đình có một nhân khẩu thì hạn mức công nhận diện tích đất ở là 250m2, hộ gia đình có hai nhân khẩu trở lên thì hạn mức công nhận là 500m2. 2. Thửa đất ở thuộc các xã tại các vị trí đất còn lại trừ các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, mặt đường phố, mặt phố ven chợ. Hộ gia đình có một nhân khẩu thì hạn mức công nhận diện tích đất ở là 300 m2. Hộ gia đình có hai nhân khẩu trở lên thì hạn mức công nhận diện tích đất ở là 900 m2. 3. Thửa đất ở thuộc các phường, thị trấn tại các vị trí ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường mặt phố, mặt phố ven chợ. Hộ gia đình có một nhân khẩu thì hạn mức công nhận diện tích đất ở là 120 m2. Hộ gia đình có hai nhân khẩu trở lên thì hạn mức công nhận diện tích đất ở là 450 m2. 4. Thừa đất ở thuộc các phường, thị trấn tại các vị trí đất còn lại, trừ các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, mặt đường phố, mặt phố, ven chợ, hộ gia đình có một nhân khẩu thì hạn mức công nhận diện tích đất ở là 250 m2, hộ gia đình có hai nhân khẩu trở lên thì hạn mức công nhận diện tích đất ở là 600 m2. 5 nhân khẩu trong mỗi hộ gia đình là các thành viên trong hộ gia đình bao gồm những người có quan hệ hôn nhân huyết thống nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình đang sống chung trên thửa đất tại thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận số lượng thành viên trong hộ gia đình được xác định trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì nhân khẩu trong mỗi hộ gia đình được xác định trong giấy xác nhận thông tin về cư trú